Rồi chào cả nhà nhá. Hiện tại bây giờ thì vợ chồng Mai Khánh đang về xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt bởi vì hôm nay là ngày lễ đặt đá đồng thổ xây dựng kỳ đài nghĩa trang liệt sĩ tại xã Thái Tân. Đây là về mặt tâm linh, cũng là một phần là để uống nước nhớ nguồn, để nhớ tưởng nhớ tới tất cả các anh hùng liệt sĩ để đã hy sinh vì dân vì nước. Và hôm nay thì vợ chồng Mai Khánh về tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cực kỳ quan trọng luôn. Đây là hôm nay một ngày thật đẹp trời, và ngày hôm nay là ngày thật tốt. Hôm nay là vợ chồng Mai Khánh về tài sản Nam Sách, tỉnh Hải, huyện Hải Dương để lễ đặt đá đồng thổ một cái xây dựng kỳ đài nghĩa trang liệt sĩ tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đó, và hy vọng là mưa thuận gió hòa để làm sao mà xây dựng trong vòng mấy tháng cho nó xong lên, uống nước nhớ nguồn ha. Nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì vợ chồng Mai Khánh xin có duyên để tài trợ để đồng thổ xây dựng kỳ đài. Xã này là ở bên chú Đầu đúng không? Chính xác luôn. Rồi mình vào đây à? Anh ơi, chơi em. Chỗ này ngày xưa chồng. Chân lươn một chai đây. Đúng là mình vào đây. Ngọc ơi, hôm nọ Ngọc bảo chị đâu rồi? Chị ơi, sao lại rộng thế? Ngày xưa chồng em với Khánh chồng trẻ tắm. Không, không, để cần cái túi, em có cái túi màu hồng lâu lâu đấy. Đấy, báo cáo với các bà, các mẹ nhà mình nhé, đây là chủ đầu tư xây dựng của xã mình đấy, mà con em nhà mình luôn nhé, các bà, các mẹ nhé. Đấy, là mừng, là con của bác Tạo, bác sinh nhà mình. Và đấy, đây cũng cùng nhà gần đây luôn. Đấy, rất chỉ là vinh dự. Đi làm ăn xa quê, phát đạt nhớ đến bà con, xã mình gốc cây. Uống nước nhớ nguồn chị nhà con nước ngoài. Bây giờ em nó còn xin mà làm sao cho em càng rộng tốt. Này bây giờ làm nào cái cháy. Tách ra là sao? Tách ra.
Tại nước Việt Nam tình
Đảng bộ mặt trận tổ quốc ủy ban nhân dân tại nơi đây cùng toàn thể đảng viên nhân dân ba con tài án tiền cặp mà gia đình đệ tử Hoàng Kim Khánh Phan Thị Mai chư vị con cháu tại thôn làng và tâm tiến cung xây dựng tượng đài tổ quốc ghi công tại nơi này. Uống nước nghe nhớ nguồn ăn quả nhớ cây trồng cây đức nước được bình yên hôm nay nhờ ơn người nằm xuống chứ anh hùng anh linh chiến sĩ trần vong ngã xuống quyết tử cho tổ quốc quyết sinh vì vậy hôm nay nhân ngày lễ 30 tháng 4 quốc lễ hàng năm toàn thể an tâm kiên tạo xây dựng lại tượng đài tổ quốc ghi công nơi đây giờ này tại án tiền chân hương cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Thánh Niệm Tăng Thiên Long Pháp Tổ Pháp Tâm Vương nhất thiết thiên thần chứng minh gia hộ cho lê kiến tạo thấy dựng được thành công nguyện cầu chư anh linh anh hùng liệt sĩ chư vị hồn thiêng sông nước hồi tụ phù hộ đô thị cho đất nước Việt Nam được thịnh vượng, dân tộc Việt Nam được ấm no hạnh phúc, nhân dân lãnh đạo cán bộ tại địa phương xa thải tấm Việt Nam thất này sự nghiệp chính trị ngày càng được phát đạt, gia đình bình an con cháu dân thôn nương nhờ công đức này được vạn sự bình an, cầu nguyện cho gia đình gia quyến gia chủ Hoàng Kim Khánh Phan Thị Mai phát tâm kiên tạo nơi đây. Được siêu dương được thời pháp giới chúng sinh đồng hành Phá ca đạo Nam Mô Hương Cung Dường Bồ Tát Nam Mô Cung Dường Bồ Tát Nam Mô Cung Dường Bồ Tát dân hương nên an viên thành tâm khấn nguyện xả lễ ngũ hương thổ địa thần linh chư vị anh hùng năm Thank you.
cô. Namo Buddhaya, Namo Vajra, 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 Namo Vajra,
Oh, man.
Oh, yeah.
giờ đã nhớ yêu cho yêu thì năm năm nay đủ thương ý nhớ. Chưa ăn hồng chiến sĩ trong đàn
mỗi phút là thay hai bộ quần áo. Nhưng mà sao bác Trang lại không có quần áo cho bác mặc? Nhưng mà sao bác Trang lại không có quần áo đẹp lại về lại thành trường? Quần áo được xa. Còn cơ về phát tâm kiến tạo xây dựng nơi đây gia đình bình an ấm no hạnh phúc, cầu nguyện cho âm siêu dương thời pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo kinh đồng đồ kiến tạo tổ quốc khi không công đức tụ tập hạnh của biên tăng phước đại hội lớn hội mọi người như chúng ta chị ở chương trình buổi lễ đặt đá đất cỏ tu bổ kỳ đài nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Tân đến đây kết thúc. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý, đặc biệt là gia đình ông Hoàng Thị Khánh và Phan Thị Mai đã phát tâm công đức và xây dựng kỳ đài nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Tân. Xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo đảng ủy ban, các ban ngành đoàn thể, các gia đình thân nhân liệt sĩ, các thầy về và những các cán bộ của địa phương, xin chân thành cảm ơn. Chuyển cả sang bên kia đó. Cứ tầm khoảng hơn 6 giờ này. Dạ, em vào đây. Dạ. Vợ chồng Mai Khánh phát tâm để mà đồng thổ tu sửa lại kỳ đài liệt sĩ tại xã Thái Tâm Nam Sách Hải Dương. Rồi rồi bây giờ thì bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà một buổi chiều thật là vui nha, bye bye cả nhà luôn.
Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi chiều thật là vui nha. Rồi, từ từ một tí. Từ từ.